một giọng ngâm rất là ngọt ngào của nghệ sĩ Quế Hồi với bài thơ TVC Yêu Dấu, tác giả nhà báo Trần Dư Khương. Em có một điều băn khoăn muốn hỏi, bấy lâu nay còn giấu kín trong lòng. Anh nhiệt tình có bao dung em không? TVC là gì anh nhỉ? Tình vợ chồng hay tri kỷ hả anh? Đấy viết tắt tổng hợp nghề em nhé: truyền thông, truyền hình, công nghệ số cao. Nói đến đây em đã biết chưa nào? Nếu đã hiểu mời em vào ngay nơi yêu thương, gặp gỡ mọi anh tài em hài hước.